mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục lại giới thiệu cho các bạn chi tiết một siêu phẩm, một con siêu phẩm đến từ cái hãng máy đào của Sunny. Đó là gì ạ? Sunny SI55C. Thì ở video lần trước mình đã review cho mọi người về đập của cái máy xúc Sunny SI55U phiên bản 2019. Thì đây, kế bên mình đây, mình đang đứng cạnh đây là con siêu phẩm được mang tên là Sunny SI55C. Con này sản xuất tháng 9 năm 2019. Thì con siêu phẩm này là đang có mặt tại bãi các bạn nhé. Yeah. Thì con Sunny SI55U kia mình đã review rồi. Thì để xem con SI55C này nó có cái điểm gì khác so với cái con 55U nha. Mời các bạn mở ra. Thì bây giờ là mình muốn giới thiệu với các bạn là đây, con SI55C này phiên bản đời 2019 này, nó sử dụng là đời cao, nó sử dụng toàn bộ hệ thống xi lanh đen. Đấy, con này thì không sử dụng tháo lắp nhanh, nhưng mình có thể gắn thêm được bạn ạ. Con máy này thì hiện tại đang sử dụng, đã qua sử dụng con này là máy sử dụng được khoảng 500 giờ. Đấy, con này mới sử dụng 500 giờ. Thì con này có đường gì ạ? Đường bú nguyên bản. Thì máy cần phải gắn đường bú nguyên bản để làm gì ạ? Để sau này mình có thể đục đá hay là đục gì. Thì khác với con SI55U là gì? Con SI55U thì cái gầu nó có thể nhỏ chút xíu, nhưng mà con 55C này thì cái gầu này là gầu 0.25. Nhưng mà nói là 0.25 nhưng mà nó phải rộng hơn một chút xíu đấy. Con này thì gần tới 0.3 các bạn. Đấy, chính vì sao người ta gọi máy 55 là máy 0.3. Ok. Thì đây, con này có một đường bú nguyên bản như thế. SI55C này các bạn ạ, thì nó sở hữu cái bề rộng, cái bề ngang của hai cái xích này nó rộng hơn con SI55U. Con này, con SI55U nó là 1m960, nhưng con SI55C này nó là 2m05. Đấy là chiều về quan tổng cái chiều dài xích này là 2m50 các bạn, 2m50 đấy. Thì đây, con này có cái phần này là phần chắn xi lanh để giúp đỡ khi mình nâng cần nâng gầu lên là nó không bị va quẹt vào xi lanh các bạn nhé. Đây, mình muốn giới thiệu đây. Thì dòng này thì vẫn đảm bảo là có một cái ben chống, hay người ta gọi là lưỡi lam, lưỡi ủ để đất này, rồi để chống máy cho nó bình khi mình làm việc. Đây chính thông tin logo và một số là cái thông tin của máy các bạn nha. Con này là SI55C, sản xuất là tháng 9 năm 2019. Đây, SI55C trên đây gồm có ghi các thông số của máy. Đây. Hãng Sunny thì họ rất chú trọng đến về máy nên là họ đã in những cái thông tin về máy và dập cả mã QR code ở đây các bạn này. Đây là mã QR code giúp quản lý máy tốt hơn. Con này thì có cái gì ạ? Sở hữu con này là sở hữu cái cần này là cần cứng này, đây các bạn này, nó cũng có cần cứng như con SI55U. Đấy, con này có cần cứng này giúp mình có thể là làm nặng, trong việc làm nặng này, rồi mình có thể dùng bắn búa thì nó sẽ không bị rung lắc ở cái phần cần kỹ thuật. Đấy, bây giờ thì mình sẽ lắp nước một vòng xung quanh. Đây, con 55C này thì nó có điểm rất là nhiều điểm khác con 55U này các bạn ạ, nó khác là điểm nào? Đây chính là bộ phận gì ạ? Mình muốn giới thiệu các bạn, đây chính là bộ phận ngăn kéo, hay người ta còn gọi là bộ chia phân phối nằm ở đây. Tất cả đây đều đập hộp các bạn ạ, đập hộp luôn. Đây, các hệ thống này sử dụng là gì ạ? Ngăn kéo sử dụng của Nhật các bạn nhé. Ngăn kéo sử dụng này là ngăn kéo của Nhật. Đấy, ngăn kéo của hãng Nhật nhé. Sunny đây, đây là logo của Sunny SI55C. Con này thì là ngoài động cơ khỏe ra còn có chế độ là tiết kiệm nhiên liệu. Đây được logo để đổi màu xanh, màu xanh à, màu xanh nha. Đây phần này là phần động cơ, đây các bạn có thể nhìn thấy đôi trọng của con này thì là chữ Sunny in nổi trên bề mặt của đôi trọng. Với thiết kế như thế này rất là tiện. Đây bây giờ mình sẽ bật cho bạn xem là con
55C này động cơ như thế nào. Các bạn đừng giật mình nhé. Wow. Khi các bạn mở cánh cửa lên thì cái cửa này là cửa tự động. Mở lên phát bật lên, nó chẳng khác gì một con xe con xịn đâu. Con dòng Sunny này họ rất thiết kế rất là hay là gì ạ? Cái phần động cơ này, ngoài phần động cơ ra còn có những cánh cửa có thể mở được các bạn này. Đây, con này có thể mở được các bạn này. Đây là cánh. Đây chính là về phần động cơ toàn bộ. Cái động cơ và toàn bộ cái khoang chứa động cơ mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Mình phải nói là phải nói cái gì để cho nó ngầu các bạn nhỉ. Thôi, mình sẽ đi về phần này trước đi. Con này khác là gì ạ? Con 55C này, con 55U sử dụng động cơ Kubota. Nhưng cái điểm khác đầu tiên là con 55C này sử dụng động cơ Isuzu. Động cơ Isuzu của con Kubota kia chỉ đạt khoảng 31kW, nhưng con này nó lên tới 36 các bạn ạ. Nói 36 thì các bạn có thể đủ hiểu là nó mạnh như thế nào. Nó đạt tốc độ cực đại khoảng 2.000 vòng trên phút, khoảng 2.100 vòng. Và điểm gì nữa mà mình muốn nhấn mạnh, con này sử dụng là kim cơ, không phải kim phun điện tử. Như các con khác thì máy đời cao thì sử dụng kim phun điện tử. Kim phun điện tử thì hư hỏng rất là khó sửa, nhưng con này sử dụng kim cơ. Bây giờ thì mình sẽ đến chi tiết hơn. Đây là toàn bộ các tổng thể của con máy này các bạn ạ. Con này sử dụng động cơ máy 4 đến từ hãng Isuzu. Đấy, động cơ 4 máy đây các bạn này, 4 máy này, cái Isuzu. Với cái thiết kế cái khoang chứa đây rất là rộng. Rộng là gì ạ? Thì giống như con 55U kia thôi. Con 55C này nó đã chuyển toàn bộ là về phần ủ đề, điều hòa ra đây để làm gì ạ? Giúp dễ sửa chữa trong quá trình vận hành máy. Đấy. Ngoài ra là gì ạ? Ngăn chứa động cơ rất là rộng. Khi các bạn có thể mở ra ba cánh cửa như thế này giúp mình có thể dễ dàng sửa chữa này và dễ dàng thay tháo này. Ngoài ra là cực kỳ mát động cơ. Mát động cơ như thế này thì giúp cho là tăng cái tuổi thọ động cơ lên đúng không ạ? Máy sẽ mát hơn. Đấy. Đây là về phần động cơ, xài dù động cơ của Isuzu đây các bạn này. Đây về phần này là về phần bơm. Mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đây chính là bơm thủy lực. Con 55U kia thì bơm thủy lực nó nằm ở phần bên kia, nhưng con 55C thì nó đã chuyển sang bên này. Một cái bơm nhỏ gọn nhưng mà rất là mạnh các bạn ạ. Con 55C này rất là thích hợp làm công việc nặng. Tại vì sao? Mã lực nó rất là lớn. Mã lực lớn này, khỏe hơn này, thì sẽ đào được những vật liệu đất đá cứng hơn. Ngoài ra thì như con khác thì cái độ leo dốc nó thấp, nhưng con này độ leo dốc của nó lên tới 70%, tức là như con khác chỉ khoảng leo dốc được 45 độ thôi, nhưng con này lên khoảng 70 độ nó vẫn leo được. Ngoài ra là gì ạ? Con này nó nặng hơn. Như các con khác chỉ nặng khoảng 5 tấn, nhưng con này nặng lên tới 5 tấn 7 các bạn ạ. 5 tấn 7. Đây, hệ thống này là hệ thống bơm. Ngoài ra đây có một cái lọc dầu rất là to các bạn ạ. Lọc dầu to như thế này thì là gì ạ? Cái lọc dầu to như vậy thì giúp cho nó sẽ lọc sạch hơn, lọc tốt nhiên liệu hơn so với cái lọc máy. Đây, đây là chính là cái khoang chứa động cơ rồi. Wow, một cái động cơ mình nhìn thấy nó gọi là quá đã luôn. Động cơ, ngoài động cơ Isuzu ra, sử dụng động cơ máy 4, sử dụng kim cơ, công suất cao hơn, tốc độ nhanh hơn, chứng tỏ máy sẽ mạnh hơn. Đây là về phần của bình phụ. Đây là chính là ngăn nước làm mát các bạn ạ. Ngăn két nước làm mát họ đã chuyển sang bên này, và họ đã chuyển sang bên này với cái thiết kế như thế này giúp cho máy của mình vận hành cực kỳ là thoải mái và cực kỳ là dễ chịu hơn. Wow, mình nhìn đây các bạn có thể nhìn thấy, liếc qua sơ qua này này, nhìn ở đây này, một cái động cơ Isuzu như thế này thì các bạn có thể thấy không, rất là chất lượng. Đấy, rất là chất lượng nha. Động cơ này thì không thể bàn cãi được nhiều. Động cơ đến từ Isuzu thì hiện tại là tất cả các hãng máy hiện nay đều đang sử dụng một số động cơ Isuzu các bạn. Đấy, các bạn là phải thật sự là nên nhẹ tay cái điểm của mình ra. Đây là chính là phần về điểm, về phần đây chính là phần cabin của con này các bạn nhé. Đây cabin. Bây giờ mình sẽ gì? Mình sẽ lên trên cái phần cabin này và mình sẽ review cho các bạn cái phần cabin này nó như thế này. Hiện tại thì mình đang có ngồi trên cái cabin của con này đây các bạn ạ. Thì cái cabin của con này này
cũng gần giống với con 55 U kia thôi. Ngoài ra là nó gì ạ? Nó thiết kế cái màn hình và thay đổi hơn, màn hình LED LCD đây. Màn hình LED LCD và đây lỗ thổi điều hòa giúp cho thợ vận hành có thể mát. Con 55 U kia thì nó có chế độ quạt gió thổi khác là gì? Nó nằm ở bên này nhưng con này nó đã đổi. Thì đây gồm có một số là nâng ben ở bên này. Nút đèn, gạt kính này, phun mưa này, đề máy miếp. Con 55U có chìa khóa để rất là đẹp hơn. Ga tay đây các bạn nhé. Hai cái chân di chuyển xích nằm ở bên này. Đấy, ngoài ra đây tích hợp một số tích hợp. Đây, hai cái chân di chuyển đây. Điều hòa và chế độ giải trí nghe nhạc đã chuyển sang đây. Ok, ngay bây giờ mình sẽ là leo, mình sẽ test thử con này như thế nào. Mình sẽ để máy các bạn này. Mình để máy này. Màn hình Sunny hiển thị này các bạn này. Trên màn hình này cũng đầy đủ là gì ạ? Báo thứ, ngày, tháng, năm, giờ làm việc, chế độ của cảnh báo, đèn báo, đây là báo dầu này, đây là báo nhiệt độ nước này, đây là ngoài ra các chế độ làm việc khác. Đấy, bây giờ mình sẽ đề máy lên và thử các bạn nhé. Wow. Bật thử điều hòa cho nó mát các bạn. Nó phải mát thì mới đây. Wow. Quạt gió rất là to. Đây, chế độ làm việc các bạn ạ. Đây, mình sẽ lên phần ga tay. Đấy. Đây, chân này là chân của búa các bạn này, mình thử này. Đó. Wow. Con này thì rất là nhẹ các bạn ạ. Tay trang này mình phải nói là mình không dám làm mạnh đâu. Mình mà làm mạnh là không ổn đâu các bạn ạ. Mình mà làm mạnh quá là không ổn đâu. Ôi, con này nó mạnh lắm, nó nhanh. Ngoài nó nhanh ra nó mạnh các bạn này. Wow, nó mạnh này. Đây này, mình đang quay mức 3 cm này. Đây, mình đang quay mức 3 cm nhá. Mức 3 cm này. Đây, bây giờ mình sẽ thử tải luôn cho các bạn xem. Thử tải nhá. Đấy các bạn thấy không? Đấy, mình sẽ thử tải các bạn này. Đó. Thử tải nha. Đây là mình đang này. Các thao tác nâng cần vào cần này. Wow. Rất là nhanh. Đây là đang ấy, thử tải các bạn. Đó. Rất là khỏe các bạn ạ, khỏe, nhanh. Đây. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm thông tin chi tiết về cái dòng Sunny FE 55C.
C này. Mọi người có nhu cầu ghé qua thăm và test thử máy. Video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy chia sẻ video và đừng quên bấm subscribe kênh YouTube để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Lời ở đó mình sẽ đẹp.